Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Thời gian vừa qua, có nhiều cô chú và các anh chị cũng quan tâm đến chuyến bay về Việt Nam. Nên hôm nay có một thông tin mới về việc điều chỉnh thời gian cách ly khi nhập cảnh vào Việt Nam. Và khi nào thì Việt Nam dự kiến sẽ áp dụng hộ chiếu vaccine. Xin mời cô chú và các anh chị cùng theo dõi thông tin mới cập nhật này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Theo thông tin Điệp cập nhật được, thì bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 2021, Việt Nam sẽ chính thức kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên 21 ngày. Thông tin này được đăng tải chính thức trên website của Bộ Y tế Việt Nam, cô chú và các anh chị có thể tìm hiểu. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tránh sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19. Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19 trên thế giới trong thời gian vừa qua, với sự xuất hiện của các biến chủng mới SARS-CoV-2, các nhà khoa học phải nghiên cứu đánh giá lại thời gian ủ bệnh của COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói. Như vậy, trước mắt thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây. Bộ trưởng Y tế yêu cầu cơ sở y tế tại các địa phương chỉ đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, thực hiện bàn giao những người thực hiện xong cách ly cho các địa phương nơi họ sinh sống theo đúng quy định. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại các địa phương nhận bàn giao cần thực hiện triệt để việc giám sát, theo dõi y tế đối với những trường hợp này trong vòng 7 ngày tiếp theo. Quyết định kéo dài thời gian cách ly được áp dụng ngay từ ngày 5 tháng 5 năm 2021. Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị tất cả các địa phương tổ chức đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, bao gồm tiến hành tổng rà soát các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, rà soát những người làm việc tại các cơ sở kinh doanh vũ trường, bar, karaoke, massage và các đối tượng khác để tiến hành xét nghiệm tầm soát các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng. Và như vậy thông tin này là chính thức, cô chú và các anh chị có thể thấy đây là thông tin được đăng tải trên website của Bộ Y tế Việt Nam. Là bắt đầu từ ngày 5 tháng 5, 2021, khi cô chú và các anh chị có nhập cảnh vào Việt Nam thì chúng ta phải cách ly 21 ngày. Thông tin này cũng đã được đăng tải trên các tờ báo lớn của Việt Nam, cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo thêm. Đây là báo Tuổi Trẻ, với tiêu đề chính thức, Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên 21 ngày. Và trên báo Thanh Niên của Việt Nam cũng đã có đăng, nâng thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày. Và theo thông tin được đăng tải trên báo VTV, báo điện tử News của Đài Truyền hình Việt Nam, cập nhật vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, hộ chiếu vaccine COVID-19 chỉ có hiệu quả khi trong nước đạt miễn dịch cộng đồng. Đại diện Bộ Y tế cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đang phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu về hộ chiếu vaccine. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết về hộ chiếu vaccine, Thủ tướng đã có chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan xem xét các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
khi triển khai hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, hộ chiếu vaccine vẫn là một vấn đề đang được nhiều nước nghiên cứu, thảo luận. Nhiều ý kiến cho rằng, hộ chiếu vaccine có thể được sử dụng chỉ khi miễn dịch chủ động trong cộng đồng đạt được nhờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng về hiệu quả phòng ngừa của vaccine đối với biến chủng của SARS-CoV-2. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất chính phủ xem xét quyết định thời điểm phù hợp với quan điểm an toàn cho người dân được đặt lên hàng đầu. Vì như đã nói ở trên, các loại vaccine không có loại nào đạt hiệu quả 100%. Mặt khác, hộ chiếu vaccine chỉ có hiệu quả khi trong nước đạt được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% dân số được tiêm chủng. Do đó, khi áp dụng hộ chiếu vaccine, chúng ta phải lưu ý, xem xét và có những thông tin hết sức đầy đủ để áp dụng, triển khai, đảm bảo hiệu quả và an toàn. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc tiêm chủng vaccine, chúng ta cần thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Thực hiện những biện pháp này là chúng ta đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ông Thuấn nói. Liên quan đến chủ trương cho phép các chuyên gia nước ngoài tiếp tục vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, chủ trương của chúng ta không cấm chuyên gia vào. Tuy nhiên, trước hết các đơn vị, công ty và tỉnh đề xuất phải phù hợp, đúng người, thực sự hiệu quả với công việc, hiệu quả cho công tác phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu kích hoạt lại tổ công tác gồm 5 bộ là Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải để cân nhắc, xem xét từng trường hợp cụ thể để đưa chuyên gia vào. Bên cạnh việc hiệu quả cũng phải đảm bảo an toàn. Và như vậy, theo thông tin này, thì hộ chiếu vaccine chỉ có hiệu quả trong nước khi đạt được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% dân số được tiêm chủng. Nên Việt Nam vẫn đang nghiên cứu về việc áp dụng hộ chiếu vaccine. Do đó thì cho dù cô chú và các anh chị đã có được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi tiêm ở bên Mỹ, thì khi cô chú và các anh chị nhập cảnh vào Việt Nam thì là chúng ta cũng phải cách ly 21 ngày theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Điệp sẽ tiếp tục theo dõi thông tin và cập nhật với cô chú và các anh chị. Thông tin về hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng cũng đã được đăng tải trên báo soha.vn của Việt Nam. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo thêm. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nhé. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.